hai vợ chồng mình đang sử dụng cái cây gậy tự sướng của Tala Store. Trời, cây gậy chắc chắn dã man luôn. Cây gậy gì đâu mà sử dụng, chưa từng thấy cây gậy nào mà sướng như thế. Bình thường mình toàn là mua cái cây gậy mà màu hồng hồng, xong rồi kiểu nhìn chẳng chắc chắn gì cả nhá. Trong khi cái cây này nó lại hoàn toàn khác, nhìn rất là sang trọng luôn các bạn ạ. Tại vì nhìn nó này, nhìn nó khác hẳn. Tính đang sử dụng bằng Bluetooth nha mọi người. Cái này sử dụng bằng Bluetooth nha mọi người ơi. À, mình sẽ bấm nhìn vào chụp cây. Đấy, bấm vào chụp. Ok. Hai bấm nó quay lại bình thường. Trùng hoàn toàn 100% Bluetooth. Tiếp là tiếp, okay. Tiếp đi. Chụp tiếp đi. Thích quá trời ơi. Quá tuyệt vời. Nó tắt đi, được rồi.